Chào mọi người nha, chào mọi người đến với trận livestream giữa hai tay vợt là Tuấn Dương và Ngọc Support. Ngọc Support chấp Tuấn Dương 1 giờ. Trận đấu rất là kịch tính, căng thẳng, hứa hẹn nhiều đường bóng hay. 15 đều. Chào mọi người đang xem livestream nhá, mọi người cho em xin một like nhá. Xin một chia sẻ nhá. Khó chịu. Anh trai ra bảo đâu. Không sao, cút mà không sao, nói mình nghe. Ba mươi mười lăm. Chào anh Tuấn Hùng nhá, chào anh Việt Dũng, chào anh Duy Linh. Rất hay. Tình huống lốp rất khó chịu của Ngọc Support. Sau khi thì Ngọc Support đã chấp 1 giờ. Chấp 1 giờ chạm. Chạm 6. Dài ra. Tất cả đều dài ra. Rất hay. Cảm ơn anh Việt Dũng đã cổ vũ cho Tuấn Dương nhá. Đấy. 40 đều. Tất cả dài ra. Lội bóng 1. Đấy. Tốt. Đánh cái đòn này chiều vang đánh còn thua anh nhiều hơn rồi nên là gặp support. Trời ơi. 50 đều. Cho bên này. Đánh đơn không vàng đâu. Vàng. Không vàng. Bóng vàng. Chào anh Trần Bình nhá. Vâng, cảm ơn Tuấn Cát nhá. Nhá. Dài ra. Rất khó chịu. Vâng. Game. Vẹn bóng này em bị chấp lại đi, chấp lại người ta năm đi. Tỷ số đang là 0-1. Chấp 1 giờ là 1 đều. Tỷ số đang là 1 đều. Đúng ra là 1 đều. Có 1 không vào. Rất hay. Vâng. Anh Trinh Support bảo là chào anh Diệu Vang hộ anh. Anh ra mà chào nhá, em chào nhiều hộ lắm rồi. Chẳng có công thì mà bắt chào. Anh đánh mà chào. Bóng tốt. 15 đêm. Trọng tài quyết định là bóng tốt. Bắt kém lắm.
thầy. Em chào rồi, anh Diệu Vang bảo là không đánh. Anh có đánh đâu mà chào anh. Chào anh Tân Hồng Sơn nhá. Mong ra ngoài. Ok anh Tuấn Trung nhá. Chào Sơn Trần. 30 đều. Em ơi. Em bắt con nhận kém thật đấy. Không kém mà. Bỏ đấy thì tốt. Tốt. Giao bóng lên lưới rất hay của Tuấn Dương. Lần giao. Lượt bóng 1. Mét, giao lại bóng 1. Rất hay. 1-2. Một đều. 1-2 đúng không? Một đều. Nhưng trước 1 giờ thì trước 5, tầm trung 5 là thắng. Trước 1 giờ. Thắng bộ. Không, tốt. Hãy quen mời, cố lên. Bóng tốt. 30-0. Bóng ra ngoài. Tỷ số to đang là 1-1 anh ơi. Nhưng mà độ là sẽ trước 1 giờ nên là tỷ số to đang là 1-1. Ok. Quay trở lại với tỷ số trận đấu 1-1 40-15. 40-30. Bên này mà có 4 quả là chết. Đã. Là 1-1 40-0. Rất là căng. Rất tốt, cú sớt rất hay của Ngọc Sport. Lợi dao. Tốt. Đổi giao bóng 1-2. Nếu mà Tuấn Dương một hai Ah!
15-0. Tỷ số đang là 1-2, 15-0. Lỗi bóng 1. Có bình luận viên bảo là có một cổ động viên bảo sao anh này không lên lưới mà giao bóng luôn. Bước vào trong sân hai bước thì giao bóng vãi thế. Ok, anh cũng Phạm Duy nhá, anh Cần Dương giao bóng rất hay. Tỷ số đang là 40-0, 1-2, 40-0. Giao bóng 2 đều. Đúng rồi, đôi các vận động viên đánh phủi này giao bóng là hơi ăn gian. Đánh bóng. Đương nhiên ăn đi, ít cái gì ăn đi đã, ăn thì chưa ăn được mà cứ đòi ít, ăn béo được còn chưa tập lại. Để mà đánh có bóng là phải giữ chứ. Xem live stream quyết định quá, bảo sao này đương kiểu gì mà toàn những đứa bóng. Sau này sẽ ra những trận độ mà sẽ được phép dẫn phạt hay không anh ạ? Đơn à, Linh à, đánh luôn, đánh bia, anh đánh quanh năm nhá. Trước khi ra kèo độ là cũng phải quy định lại tí văn hóa thật anh ạ. Giao bóng là rất tiếc. Thần Dương bước chuẩn anh ạ, đã không cho dẫm là không cho dẫm luôn, nhưng mà đã cho dẫm vạch lại còn 30 cm, nếu biết dẫm kiểu gì. Nói chung là không được dẫm vạch, đánh đúng kiểu giao bóng phải chuyên nghiệp. Và những vận động viên nào tốt thì đánh bóng bây giờ là không được vạch, nhưng có khả năng vạch. Như anh Tuấn Dương giao bóng bước chân dài bước. Thank you.
Đây. Đúng rồi anh ạ. Các vận động viên không thể dẫm vạch, chỉ dẫm vào trong sân thôi. Em đi thắng thêm 2 lít nữa. Lúc sâu vào. Cú cắt rất hay của Ngọc Sơn. Vâng, ông Cường đâu lết của ông nào? Tốt nhiều. Tốt nhiều. Tốt cả hộp bóng em ạ. Cố vấn Maldino. Maldino vừa đi gọi là Coco rồi. Quánh về tìm điểm yếu điểm mạnh rồi ta. Quánh hẳn trước rồi. Nào. Ôi giời ơi. Còn chưa không có điểm yếu. Anh ơi. Còn chưa không có điểm yếu điểm mạnh. Không có điểm yếu điểm mạnh, điểm nào như nhau. Ừ. Nào. Mẹ thế. Quá nhiều phải chết luôn đéo đâu. Lên kia lên. 10 đến 7. Mày coi bố là. Hai. Đang livestream. Đang livestream vui vẻ. Quay bao nhiêu anh em theo đấy. Cố gắng cho anh em nữa. Hai, ơi. Không cần sâu vào như là. Đi thì cứ bỏ năm cái trường vào. Trận đấu tiếp tục. Em nghỉ thì mệt quá các anh. Chào anh Khải Văn Nục. Thank you.
tôi buồn cười đấy. Không. Hưng ngọt, cứ thịt ngon nhá. Ngoài còn đâu với ngoài? Không ngoài nhưng mà anh thì đánh dài ra, anh biết khó, nước ngọt khó anh thì đánh khó. Cầm mưa, tôi cả ba chút. Kem đi đâu em? Vài quần lợn. Thằng này được mỗi quả cái mát quá. Không lưới lỏng là chết rồi. Đẹp. Lần thế. Năm bà. Về chết. Quay vào cái xác ơi. Đưa mới này. Đưa thịt quốc lỏng. 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 Thịt mà anh bình thường mà đánh tới được đôi được trận nhớ thua được chưa chưa anh cứ đọc đôi được thua chưa mà đi ăn nhà gì em đánh được 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 mà đi ăn nhà gì em đánh bù anh đánh châm mà anh đánh cô nhà anh giờ nó tập vào tên mình
sở trường, sở trường của nó đấy. Có một người thấp, thấp cao mới là kiểu. Dễ nhờ, hai quả. Đúng rồi. Dứt khoát lên. Đánh mình cho biết. Thua không thể vào được được. Chứ hỏng hai quả vớ vẩn thế 40 giao men rồi đấy. Lúc cao lên nào. Sau 4, Ngọc Sport đã giành chiến thắng. Vâng.